Dịch COVID đã có nhiều tác động nhất định đến nhiều business, lớn hay nhỏ. Do thời gian lockdown quá lâu, cộng với sự thiếu hụt lao động, cũng như chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nặng nề. Trong thời gian đó, chính phủ đã có nhiều chương trình như PPP và EIDL để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động và trả lương cho nhân viên. Bên cạnh PPP và EIDL, còn có một chương trình nữa mang tên Employee Retention Tax Credit với ngân sách là 4 tỷ đô. Tuy nhiên, cuối cùng chương trình chỉ giải ngân được 5% trong 4 tỷ đô, lý do là điều kiện để được thông qua quá khắt khe. Để tạo điều kiện thuận lợi cho business, chương trình Employee Retention Tax Credit đã được sửa đổi đến 5 lần kể từ ngày ban hành. Vì thế, business nào chưa được qualify từ đầu chương trình bây giờ có khả năng được nhận đến 26.000 đồng cho một nhân viên W-2, tối đa 5.000 đồng cho năm 2020 và 21.000 đồng cho năm 2021 hoặc 7.000 đồng cho mỗi nhân viên W-2 mỗi quarter. Như vậy, luật đã được thay đổi như thế nào? Khi mới đưa ra, tiêu chuẩn đã được trợ cấp là chủ business phải chứng minh thua lỗ 20% trong giai đoạn năm 2019 đến năm 2020 và số lượng nhân viên không quá 100 người. Nếu hội đủ tiêu chuẩn, chủ business sẽ nhận được 50% tax credit cho W-2 payroll của năm 2020, tối đa là 5.000 đồng mỗi nhân viên. Vào năm 2021, chương trình được mở rộng thay đổi với số lượng nhân viên từ không quá 500 người thay vì 100 người như năm 2020. Business owner sẽ nhận được 70% tax credit cho mỗi nhân viên W-2 thay vì 50%. Còn yêu cầu về chứng minh thua lỗ 20% vẫn không thay đổi. Cách tính này dựa trên từng quarter, cho nên nếu business owner không qualify cho quarter này, họ vẫn có thể qualify cho quarter khác. Chương trình này bắt đầu từ 15 tháng 3 năm 2020 cho đến 15 tháng 9 năm 2021. Bất kỳ business nào được mở từ sau 15 tháng 2 năm 2020 vẫn có thể qualify được gói hỗ trợ lên đến 50.000 đồng nếu lợi nhuận trước thuế ít hơn 1 triệu đô la. Hiện giờ thì quarter cuối cùng của năm 2021 vẫn đang được cân nhắc và hy vọng sẽ được thông qua trong thời gian tới. Sự thay đổi quan trọng nhất của chương trình này là bên cạnh điều kiện doanh nghiệp bị thua lỗ 20% trở lên thì chỉ cần business đó bị đóng cửa do yêu cầu của chính phủ hay do nguồn cung cấp vật liệu, còn gọi là supply chain, bị ảnh hưởng. Anh Hương xin nói rõ ở đây là chữ hoặc. Thua lỗ từ 20% hoặc nguồn cung bị ảnh hưởng hoặc business phải đóng cửa do yêu cầu của chính phủ. Mà như các bạn biết đó, trong năm 2020, cả nước Mỹ hầu như bị đóng cửa. Sự thay đổi này giúp cho hầu hết các business có dưới 500 nhân viên đủ tiêu chuẩn xin được tax credit. Tuy nhiên, anh Hưng xin lưu ý một số đối tượng không được tính trong chương trình này như sau. Nhân viên được trả lương theo 1099 mà không phải là W-2. Nhân viên W-2 nhưng lại sở hữu trên 51% business cũng không được tính. Người thân như vợ, chồng, con của business owner cũng không được tính, dù có là nhân viên W-2 hay không sở hữu trên 51% của business. Tiền thuế Social Security hoặc Medicare do nhân viên tự trả cũng không được tính. Điểm hấp dẫn nhất của chương trình trợ cấp này là số tiền được nhận trợ cấp không phải là khoản vay nên không phải trả lại. Số tiền này được dùng vào bất cứ việc gì mà không phải chứng minh mục đích chi tiêu. Nó được coi như là một khoản tiền hỗ trợ cho những business owner không sa thải nhân viên trong khoảng thời gian dịch bệnh. Số tiền này là tax credit được tính vào employment tax hoặc là refund check. Check có thể được refund theo từng quarter hay một lần và có thể mất từ 6 cho đến 8 tháng để được gửi về. Do tax refund năm 2020 và 2021 đã được tính, cho nên đa số business owner sẽ làm amendment, tức là đơn 941X, và amendment có thể được thông qua đến 3 năm kể từ ngày điền đơn. Tuy deadline còn dài, nhưng lời khuyên của anh Hương là chúng ta không nên trì hoãn, hãy làm càng sớm càng tốt. Lý do là chúng ta không biết thời gian chờ đợi là bao lâu, cũng không biết là nguồn ngân sách cho chương trình này hết khi nào. Do đó, đừng để vượt qua cơ hội, hãy bắt đầu ngay hôm nay. Ngoài ra, có câu hỏi mà anh Hương được nhận rất nhiều, đó là nếu business owner đã nhận được chương trình PPP hoặc EIDL, thì có được xin trợ cấp chương trình Employee Retention Tax Credit hay không? Câu trả lời, có.
Tuy nhiên, tùy vào mỗi trường hợp, đều cách tính khác nhau. Nếu business của anh chị đã từng được nhận PPP, Restaurant Revitalization hay những trợ cấp của chính phủ, tất cả đều phải được liệt kê trong hồ sơ. Tiếp theo, anh Hưng sẽ nói về những giấy tờ cần chuẩn bị trước khi tiến hành làm thủ tục xin Employee Retention Tax Credit. Bản mô tả về doanh nghiệp. Bản mô tả lý do doanh nghiệp bị tạm ngừng kinh doanh. Báo cáo về bất kỳ quarter nào mà bạn muốn claim form 941. Bản copy về PPP mà business được nhận, kể cả forgiveness paperwork. Báo cáo payroll của nhân viên. Ngoài ra, nếu muốn chuẩn bị cho quarter cuối cùng của năm 2021, thì các bạn sẽ phải cần profit and loss cho năm 2019, 2020 và 2021. Chuẩn bị giấy tờ chỉ mới là bước đầu. Trong quá trình nộp đơn và chuẩn bị, nếu không cẩn thận, sai sót đôi khi có thể xảy ra, dẫn đến quyền lợi của anh chị không được đảm bảo hoặc phải làm đi, làm lại nhiều lần. Để tránh điều đó xảy ra, anh chị nên tìm đến một chuyên gia có hiểu biết và giúp nhiều business nộp đơn cho chương trình Employee Retention Tax Credit. Hay đơn giản hơn, hãy liên lạc Wealthcentric. Wealthcentric là một công ty chuyên tư vấn về tài chính, đầu tư, thuế, kế toán, di chúc và vay mượn tiền đầu tư bất động sản. Wealthcentric với đội ngũ kế toán viên chuyên về Employee Retention Tax Credit giàu kinh nghiệm có thể giúp các bạn hoàn tất hồ sơ chương trình Employee Tax một cách kỹ càng và chính xác nhất. Mọi thắc mắc nếu có, các bạn hãy liên lạc trực tiếp với Wealthcentric hôm nay để được giải đáp và nhận được sự trợ giúp đầy đủ nhất để apply cho chương trình Employee Retention Tax Credit.